Nhân lực là một thành phần không thể thiếu trong bất cứ một đơn vị doanh nghiệp nào và không có một đơn vị nào có thể tồn tại nếu không có nguồn nhân lực. Công tác quản trị nguồn nhân lực tốt sẽ tạo ra một đội ngũ lao động nhiệt tình, hăng hái, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, trong đó yếu tố về luật lao động, sự ràng buộc giữa người lao động và doanh nghiệp hay các chế độ đãi ngộ, tuyển dụng ảnh hưởng rất lớn tới người lao động và doanh nghiệp hiện nay. Cái điều quan trọng nhất của tôi đó là một cái môi trường thứ nhất là năng động, trẻ trung và thân thiện. Một cái môi trường mà giúp tôi có thể là phát huy được hết cái sở trường của bản thân cũng như năng lực của bản thân trong tương lai của mình. Thứ nhất là tôi mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp có thể giúp đỡ nhau trong công việc để tôi có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Ngoài ra thì tôi mong muốn được làm việc trong môi trường có mức chế độ đãi ngộ tốt, lương thưởng rõ ràng và có chế độ thăng tiến để tôi có thể phát triển hoàn thiện nhất bản thân. Với tôi thì tôi mong muốn là mình được làm việc ở một cái môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, sếp tâm lý. Theo khảo sát, khi được hỏi về sự hài lòng với chế độ phúc lợi hiện tại, chỉ có 30% người tham gia khảo sát cho biết họ hài lòng với các mức độ khác nhau. Theo đó, 24% người lao động cảm thấy khá hài lòng và chỉ 6% cảm thấy hoàn toàn hài lòng. Có đến 45% người lao động cho biết họ cảm thấy chế độ phúc lợi hiện tại chỉ ở mức độ bình thường so với sự hài lòng của họ. Cấp bậc càng cao thì mức độ hài lòng với chế độ phúc lợi càng tăng. Ngoài ra khi được hỏi các ứng viên có đang tìm kiếm công việc mới hay không, có 52% ứng viên cho biết họ sẽ tìm việc trong khoảng từ 3 đến 6 tháng, 13% sẽ tìm việc trong vòng 12 tháng tới. Kính thưa quý vị, như vậy có thể nói rằng nhân lực là một thành phần không thể thiếu trong bất kỳ đơn vị doanh nghiệp nào, phải không ạ? Và nếu như một doanh nghiệp của chúng ta có được giải pháp tốt về việc quản trị nguồn nhân lực, thì Trúc Linh nghĩ rằng là không chỉ có ích cho doanh nghiệp đâu, mà ngay cả bản thân người lao động cũng nhận được rất là nhiều điều thuận lợi. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể nuôi dưỡng và thúc đẩy tài năng lãnh đạo trong doanh nghiệp? Bàn luận về chủ đề ngày hôm nay, Trúc Linh xin hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị khán giả. Bà Trương Bích Đào, Giám đốc Nhân sự công ty Nestle Việt Nam. Xin chào Trúc Linh và xin chào tất cả các quý vị khán giả. Xin hân hạnh giới thiệu ông Trần Minh Phụng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nestle Việt Nam. Xin chào Trúc Linh và xin chào các quý vị khán giả. Một lần nữa thì cho phép Trúc Linh được xin hân hạnh gửi lời cảm ơn đến hai vị khách mời của chúng ta vì đã dành thời gian quý báu đến tham dự chương trình này và với một cái chủ đề mà Linh nghĩ là rất là thiết thực trong cuộc sống, đặc biệt là với người lao động, đúng không ạ? Bởi vì nền kinh tế Việt Nam của chúng ta đang có những bước phục hồi rất là tốt và bản thân mỗi người lao động thì cũng học cách thích nghi với một trạng thái mà gọi là bình thường mới. Vậy thì thời điểm này đâu là cơ hội và những thách thức nào để chúng ta có thể thu hút và quản trị được nguồn lao động có chất lượng cao ạ? Cảm ơn câu hỏi của Trúc Linh. Đối với Nestle Việt Nam thì chúng tôi sẽ, mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một môi trường Spark Your Way. Năm nay chúng ta gọi là hãy tỏa sáng theo cách của bạn để cho các bạn trẻ khi vào công ty có thể tự tin, bứt phá và vượt lên chính mình để mà tạo ra được những cái sáng kiến mới trong cái những cái và thích ứng với những cái thay đổi. Của môi trường doanh nghiệp. Thì quan trọng nhất là chúng tôi có những cái chương trình để mà giúp cho các em luân chuyển giữa các phòng ban để cho các em có thể học hỏi và được cố vấn bởi những cái chuyên viên hoặc là được bởi những cái ban lãnh đạo cấp cao. Có hai cái chương trình mà tôi rất là tự hào để chia sẻ, đó là chương trình quản trị viên tập sự của Nestle và chương trình thắp sáng tài năng Việt. Tất cả những cái chương trình này nhằm vào các em sinh viên mới ra trường, và với những cái chương trình này thì chúng tôi đào tạo cái thế hệ tương lai cho cái ban lãnh đạo của công ty. Thì đấy là những cái mà chúng tôi luôn luôn tạo điều kiện để mà có thể giúp đỡ các em trang bị cho mình để vững vàng phát triển về lâu dài vào cái chương trình đó. Ngoài ra trong cái thời gian, ngay cả trong thời gian giãn cách thì chúng tôi vẫn tiếp tục những cái chương trình gọi là hướng nghiệp, những cái chia sẻ gọi là chúng tôi gọi là functional speed dating, tức là những cái buổi trò chuyện giữa các cái chuyên gia đúng cái ngành đó, nói chuyện về nhân sự, nói chuyện về sản xuất, nói chuyện về kỹ thuật để mà có thể cho các em cái nhìn tiệm cận hơn đối với cái môi trường thực tế và có một cái chọn lựa về nghề nghiệp nó chính xác hơn. Qua tìm hiểu thì em được biết công ty của mình là có những hoạt động không chỉ tạo công ăn việc làm, không chỉ gia tăng sản xuất và đặc biệt là đóng góp vào nguồn ngân sách của địa phương. Thì em còn nghĩ là trong cái khoảng thời gian dịch bệnh, như chị nói, thì cuộc sống của người lao động có những cái xáo trộn về tất cả mọi mặt luôn, về gia đình, về công việc chẳng hạn. Vậy thì trong cái sự hoang mang của mỗi người lao động, công ty Nestle Việt Nam có những giải pháp như thế nào để giúp cho người lao động được an tâm hơn không ạ?
Dạ, em xin mời anh Vũ có thể chia sẻ ạ. Cảm ơn câu hỏi của Trúc Linh. Thì đầu tiên mình sẽ nói về yếu tố con người, trong đó đảm bảo an toàn và phúc lợi của người lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong nhóm 5 yếu tố mà ban giám đốc công ty Nestle Việt Nam đã áp dụng để vượt qua đại dịch Covid-19. Thì công ty đã áp dụng thực hiện nghiêm tất cả các yêu cầu phòng chống dịch cũng như là ban hành tất cả các quy định cho toàn bộ người lao động để thực hiện, như là đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt trước khi vào công ty. Thì mình sẽ ưu tiên tất cả những cái cuộc họp trực tuyến thay vì là mình sẽ ngồi trong phòng họp. Rồi trong quá trình sản xuất mình sẽ cố gắng giãn cách ở mức có thể trong dây chuyền sản xuất bằng cách mình phân vùng cũng như mình lắp những cái tấm chắn giọt bắn tại khu vực sản xuất. Rồi tiếp nối ưu tiên về con người. Với tất cả những cái việc làm chăm lo phúc lợi cho người lao động thì Nestle Việt Nam đã vinh dự nhận được giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tạo ra môi trường làm việc hiệu quả, phát huy năng lực của người lao động và đưa công ty trở thành ngôi nhà thứ hai của người lao động. Và với những hoạt động được anh Phụng chia sẻ thì Trúc Linh cảm nhận rằng người lao động của công ty Nestle Việt Nam có lẽ rất là hạnh phúc, đúng không ạ? Bởi vì cảm giác là mình không bị đơn độc giữa đại dịch. Vậy thì một trong những điều về ưu tiên, Trúc Linh nghĩ rằng còn có thêm các chính sách và chiến lược về bình đẳng giới nữa. Chị Đào có thể kể thêm một vài câu chuyện về những cố gắng và nỗ lực của công ty mình trong việc bình đẳng giới được không ạ? Về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thì chị rất tự hào chia sẻ rằng là Nestle Việt Nam rất là kiên định trong cái mục tiêu làm sao tạo được cái môi trường cho các anh, các chị phụ nữ có thể được huấn luyện, đào tạo và trang bị và thăng tiến. Và hiện giờ trong cái nhóm lãnh đạo thì nữ đã chiếm hơn 55% là lãnh đạo cao cấp, và với cái nhóm mà nói chung của lãnh đạo thì là cũng sắp xỉ là 60%. Đặc biệt là có hai cái ví dụ mà Nestle đã thực hiện cái việc bình đẳng giới và trao quyền bên ngoài doanh nghiệp nhờ những cái ảnh hưởng của mình, đó là cái chương trình Nescafe Plan, là công ty đã hỗ trợ cho các cái nông hộ để các chị em phụ nữ ở các nông hộ có thể có cái quyền làm chủ. Đào tạo cho họ những cái kiến thức về quản lý tài chính. Và cái chương trình thứ hai là chúng tôi cũng làm việc rất là sâu sát với hội phụ nữ của các tỉnh thành để mà đưa ra cái chương trình gọi là Chị Nes. Và cái chương trình này là công ty hỗ trợ vốn cũng như là hướng dẫn cái cách mà để cho các chị ở cái vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có thể một mặt là buôn bán thêm các cái sản phẩm bên cạnh cái việc họ làm nông. Nghe những hoạt động thì em cảm thấy rất là hay. Nhưng mà có lẽ nói về câu chuyện phụ nữ thì anh Phụng đây sẽ có một cái góc nhìn chung về đứng về phía công đoàn của mình là những cái định hướng trong thời gian sắp tới để chăm lo cho cuộc sống của người lao động, không chỉ là cho người phụ nữ đi mà cho tất cả ở hai giới và tất cả mọi người của công ty luôn. Đầu tiên thì ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động để và khuyến khích tất cả các công đoàn viên tham gia, và thường thường những hoạt động nó sẽ định hướng theo giáo dục. Thứ hai là mình sẽ tiếp tục mình chăm lo cũng như là bảo vệ quyền lợi cho công đoàn viên nói riêng cũng như là người lao động nói chung. Và thứ ba, mình sẽ tạo điều kiện để thắt chặt cái mối liên kết giữa công đoàn viên cũng như là tổ chức công đoàn. Và cuối cùng thì ban chấp hành công đoàn cơ sở cũng sẽ làm việc cùng với ban chấp hành công đoàn khu công nghiệp để mà hỗ trợ cho tất cả các nhân viên bị ảnh hưởng Covid vừa qua cho những cái chế độ phúc lợi. Bên cạnh đó, mình sẽ triển khai tất cả những chương trình theo chủ đề hàng tháng, ví dụ như là làm sạch môi trường nè, tháng công nhân, cũng như là mình sẽ có những chương trình mà bán hàng ưu đãi cho nhân viên trong những dịp mà lễ Tết sắp đến. Đó là tất cả những cái hoạt động mà sắp tới ban chấp hành công đoàn tiếp tục thực hiện. Là một sự gắn bó thì kết nối giữa người lao động và doanh nghiệp có rất là nhiều lợi ích
nếu như mà mối quan hệ này chúng ta được nuôi dưỡng và được thúc đẩy, đúng không ạ? Và một lần nữa cảm ơn sự chia sẻ rất là chân tình, rất là thiết thực từ hai vị khách mời của chúng ta. Cảm ơn chị Đào, cảm ơn anh Phụng. Và Trúc Linh nghĩ rằng bản thân người lao động thì cảm thấy rất là hạnh phúc với những hoạt động chăm lo từ công ty Nestle Việt Nam, một trong những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trước khi khép lại chương trình, Trúc Linh xin mời quý vị khán giả cùng với hai vị khách mời sẽ theo dõi một đoạn phóng sự mà chúng tôi thực hiện tại không gian làm việc và nhà máy của công ty Nestle Việt Nam. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần sau trên kênh VTC6 nhé. Năm 2020 là một năm nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các công ty tổ chức phải đánh giá lại, có những điều chỉnh chiến lược quản trị công ty, quản trị nhân lực để hoạt động hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Nhiều đơn vị đã đạt được thành tựu trong phát triển con người và môi trường làm việc. Một trong số đó là công ty Nestlé Việt Nam. Nestlé xem phát triển bền vững là kim chỉ nam, là cốt lõi trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp. Nestlé đang được nhiều cơ quan tổ chức đánh giá cao, top 3 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Công ty cũng vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích và đóng góp phát triển kinh tế xã hội và công tác xã hội từ thiện. Công ty đã phát triển hệ thống trên khắp cả nước với nhiều sản phẩm chất lượng cao được người tiêu dùng tin yêu lựa chọn. Với đội ngũ nhân viên có trình độ cao, công ty Nestlé Việt Nam luôn tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động xứng đáng với những danh hiệu được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội trao tặng bằng khen doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động, nằm trong top những nơi làm việc tốt nhất Việt Nam nhiều năm liền. Với sự ghi nhận là doanh nghiệp điển hình xuất sắc về an sinh tại môi trường làm việc năm 2021, Nestlé Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế của mình là một nhà tuyển dụng hàng đầu liên tiếp trong hai năm 2019 và 2020. Đây cũng là minh chứng rõ nét nhất cho môi trường làm việc chuyên nghiệp của Nestlé Việt Nam, nơi mà mỗi nhân viên có thể spark your way, phát huy tối đa tiềm năng của bản thân, tự hào khi được sát cánh với một đội ngũ xuất sắc, với những lãnh đạo tận tâm và những thành viên không ngừng vươn lên để chung tay cùng Nestlé nỗ lực từng ngày nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.